cận cảnh không gian lễ cưới của đoàn văn hậu ở quê nhà Thái Bình sẵn sàng đón nàng về dinh. Đám cưới của đoàn văn hậu và Doãn Hải My là sự kiện được đông đảo người hâm mộ đón chờ. Không khí tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đang tấp nập rộn ràng chuẩn bị cho ngày trọng đại của cầu thủ đoàn văn hậu. Được biết, ngày 11 tháng 11, hôn lễ của đoàn văn hậu Doãn Hải My được diễn ra tại Hưng Hà, Thái Bình. Công cuộc chuẩn bị đang gấp rút được hoàn tất vì số lượng khách mời đông phù hợp với không gian rộng rãi rạp cưới được dựng tại một sân vận động xã bắt đầu buổi lễ lúc 16 giờ ngày 11 tháng 11 được biết đoàn văn hậu đã thuê ekip từ hà nội về để phụ trách phần âm thanh ánh sáng lễ cưới sẽ sử dụng khoảng 200 đèn chiếu sáng cùng hơn 20 chiếc loa bên trong sân khấu bàn ghế được bày biện chỉnh chu hệ thống đèn led được trang trí khắp nơi ngay phía vào rảnh là dòng chữ với nội dung chào mừng gửi tới những khách mời tham dự đám cưới kèm hai chữ HM, biểu tượng chữ cái viết tắt tên cô dâu, chú rể. Ảnh cưới được đặt ngay lối ra vào rạp với visual khiến dân tình không khỏi xích xoa, Cặp đôi dành nhiều thời gian đầu tư cho ngày trọng đại. Lựa chọn hoa tươi trang trí không gian bên trong, chỉ nhiêu đó thôi, khán giả đã mừng tượng ra một đám cưới cổ tích trước thềm hôn lễ tới đây bộ ảnh cưới đơn giản nhân cực xịn sò của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đoàn văn hậu doãn hải my đã được hé lộ được biết bộ ảnh cưới này được chụp ở ngôi làng cổ tại hà nội theo kênh xếp truyền thống đám cưới của hai người được dự đoán có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp bạn bè nổi tiếng như bảo hân hoàng minh di si, hoàng kim ngọc cầu thủ hồ tấn tài bùi hoàng việt anh đức chinh thành trung quen hải Địa điểm check-in hot nhất lúc này gọi tên đám cưới Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My, đông đảo người dân, các bạn trẻ tranh thủ chụp những tấm hình làm kỷ niệm trước background đám cưới Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My. Trên mạng xã hội, những hình ảnh trong khâu chuẩn bị đám cưới Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My đang dần được hé lộ. Về cơ bản, mọi thứ đang dần được hoàn thiện. Có thể thấy không khí tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, từ người già đến trẻ nhỏ đang háo hức chờ ngày trọng đại của đoàn văn hậu diễn ra. Đám cưới đoàn văn hậu được tổ chức ngày 11 tháng 11 tại Thái Bình. Trên mạng xã hội, những hình ảnh trong khâu chuẩn bị đám cưới đoàn văn hậu Doãn Hải My đang dần được hé lộ. Có thể thấy không khí tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, từ người già đến trẻ nhỏ đang háo hức chờ ngày trọng đại của đoàn văn hậu diễn ra. Về cơ bản, mọi thứ đang dần được hoàn thiện. Ngay lúc này, địa điểm chất in hot nhất lúc này gọi tên đám cưới đoàn văn hậu Doãn Hải My. Mặc dù rạp cưới chưa được trang trí hoàn chỉnh, nhưng đông đảo các bạn học sinh tranh thủ qua đây để chụp hình. Không chỉ có người trẻ, nhiều các ông bà, các bác lớn tuổi cũng ra bắt râu để chụp những bức hình làm kỷ niệm trong đám cưới hoành tráng của chân suốt Thái Bình.